Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa 17 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk khóa 16, được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk khóa 17. Hội nghị cũng đã bầu 3 Phó Bí thư tỉnh ủy khóa 17 gồm các đồng chí Phạm Minh Tấn, Ibienie, Phạm Ngọc Nghị. Bầu Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Chiều nay ngày 15 tháng 10, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc khẩn trương với tinh thần đoàn kết dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc đại hội. Tham dự có các đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Các đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, Ibini, Phạm Ngọc Nghị cùng 349 đại biểu đại diện gần 81.000 đảng viên toàn đảng bộ. Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đại hội đã thảo luận tham gia nhiều ý kiến thiết thực, tâm huyết và thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng trình đại hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí, bầu 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Đại diện cho gần 81.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk khóa 16, được tín nhiệm bầu tái cử chức Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk khóa 17. Đại hội đã thông qua nghị quyết với mục tiêu tổng quát tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị toàn tỉnh trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, phát huy và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh cải cách, không ngừng nâng cao hiệu quả nền hành chính công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân đạt mức bình quân của cả nước vào năm 2025. Các chỉ tiêu chủ yếu, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 đạt trên 300.000 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 7% một năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70,69 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 179.000 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 3 tỷ 520 triệu đô la Mỹ. Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2020 đạt trên 12.200 tỷ đồng, tăng bình quân 8% một năm. Thành lập mới 8.450 doanh nghiệp, 200 hợp tác xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5 đến 2% một năm. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 60%, hàng năm có 70% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, các văn kiện được thông qua tại đại hội lần này là sự tổng kết thực tiễn quan trọng và kiểm điểm sâu sắc những thành quả đạt được của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 16 đảng bộ tỉnh và chủ trương nghị quyết trên các lĩnh vực. Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 vừa nhất trí thông qua là công trình tập thể được kết tinh bằng ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Tinh thần cốt lõi của nghị quyết là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Ban chấp hành Đảng bộ khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, quyết tâm xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng
vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Đồng chí Bùi Văn Cường cũng đề nghị, ngay sau đại hội, mỗi đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025, thực sự gương mẫu, nêu gương, tiên phong đi đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tích cực nắm bắt thời cơ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược, hành động quyết liệt để triển khai thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, nhằm tạo chuyển biến tích cực ngay từ những tháng đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là danh sách các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa 17. 1. Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy. 2. Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy. 3. Đồng chí Ibinia, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 4. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 5. Đồng chí Hồ Kim Hoa Buôn Giá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 6. Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 7. Đồng chí Hồ Liêm Nia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 8. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 9. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. 10. Đồng chí Lê Mỹ Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 11. Đồng chí Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. 12. Đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột. 13. Đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 14. Đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. 15. Đồng chí Y Winter, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ. Sau đây là danh sách các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa 17. 1. Đồng chí Bùi Văn Cường. 2. Đồng chí Phạm Minh Tấn. 3. Đồng chí Ibinia. 4. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị. 5. Đồng chí Hồ Kim Hoa Buôn Giá. 6. Đồng chí Lê Văn Nghĩa. 7. Đồng chí Hồ Liêm Nia. 8. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa. 9. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà. 10. Đồng chí Lê Mỹ Danh. 11. Đồng chí Lê Văn Tuyến. 12. Đồng chí Từ Thái Giang. 13. Đồng chí Nguyễn Hoài Dương. 14. Đồng chí Nguyễn Thượng Hải. 15. Đồng chí Y Winter. 16. Đồng chí Đào Viết Hùng. 17. Đồng chí Trần Phú Hùng. 18. Đồng chí Nguyễn Duy Hữu. 19. Đồng chí Phạm Đăng Khoa. 20. Đồng chí Nefila. 21. Đồng chí Lại Thị Loan. 22. Đồng chí Bạch Văn Mạnh. 23. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt. 24. Đồng chí Y Nhung Buôn Giá. 25. Đồng chí Bùi Hồng Quý. 26. Đồng chí Tô Thị Tâm. 27. Đồng chí Trương Công Thái. 28. Đồng chí Hồ Duy Thành. 29. Đồng chí Trần Tuấn Anh. 30. Đồng chí Nguyễn Công Bảo. 31. Đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đâm. 32. Đồng chí Võ Văn Cảnh. 33. Đồng chí Nguyễn Thành Dũng. 34. Đồng chí La Lan Von Ga. 35. Đồng chí Hờ Giang Nia. 36. Đồng chí Y Giang Gri Nia Cờ Nơn. 37. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang. 38. Đồng chí Đinh Xuân Hà. 39. Đồng chí Lê Thị Thanh Xuân. 40. Đồng chí Bùi Văn Yên. 41. Đồng chí Trần Trung Hiển. 42. Đồng chí Nguyễn Minh Huấn. 43. Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng. 44. Đồng chí Bung Thó Lào. 45. Đồng chí Lê Quang Tiến. 46. Đồng chí Trần Hồng Tiến. 47. Đồng chí Gia Toan Ê Nhuân. 48. Đồng chí Đinh Khắc Tuấn. 49. Đồng chí Võ Ngọc Tuyên. 50. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn. 51. Đồng chí Nguyễn Đình Viên. 52. Đồng chí Thái Hồng Hà. 53. Đồng chí Hồ Diêm Cờ Đó.
Chiều nay ngày 15 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa 17 đã tổ chức họp báo để thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp báo. Tham gia họp báo còn có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, Ibinia cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh. Thông tin nhanh tại cuộc họp báo cho biết, sau 3 ngày làm việc, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có 349 đại biểu chính thức đến từ 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, đại diện cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của gần 81.000 đảng viên trong toàn đảng bộ. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến dự và theo dõi và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nội dung của chỉ thị 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo đó, đại hội đã tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận đóng góp 89 lượt ý kiến và thống nhất cao dự thảo các văn kiện Đại hội 13 của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí, bầu 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy khóa 16, tiếp tục được bầu làm Bí thư tỉnh ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 53 trên 53, đạt tỷ lệ 100%. Các đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa 16, Ibnie, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 16, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt 100%. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ, đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội 13 của Đảng. Thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, trong đó đã biểu quyết nhất trí cao với những nội dung cơ bản của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhất là mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, quan điểm định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, các nhiệm vụ giải pháp cơ bản thường xuyên, đề án chương trình trọng điểm trong giai đoạn 2020-2025 để thực hiện thành công mục tiêu tổng quát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cảm ơn cán bộ, phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí thời gian qua đã luôn đồng hành cùng tỉnh, đặc biệt là phản ánh đậm nét và kịp thời về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã chuẩn bị công phu, khoa học, chi tiết, lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và các bộ ngành trung ương. Ban chấp hành khóa mới đã đảm bảo cơ cấu, chất lượng cấp ủy. Ngay sau đại hội, tỉnh sẽ triển khai nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ mới, hướng đến sự phát triển bền vững của tỉnh, đất nước, đảm bảo lợi ích cao nhất của người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, có những phát hiện, thông tin, đánh giá khách quan, trung thực, đúng bản chất, để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17.